Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy cưa xích bằng pin 20V XR Rootless. Mã của nó là The One DCCS620B. DCCS620B nha anh em, là cái thân máy. Và cái đường lam của nó là 30. Sử dụng cho pin 18V, 20V, 60V và 54V. Những anh em đã mua hàng hãng Việt Nam vẫn sử dụng pin này, máy này được. Và cái cưa xích này nó chuyên để cho cưa cây, làm việc ở trong rừng này, rồi ở cưa cây gỗ nha. Vâng, và nó động cơ không chổi than và 7,7 m. Cái tốc độ của máy là 7,7 m trên dây, và hàng Mỹ và có chứng nhận UL, thị trường Mỹ. Và cái lam của nó là 30 đấy. Và bên này nó chứa, cái này nó chứa nhớt nha anh em đấy. Rồi thì trong cái cưa này nó có cái đầu chụp này, đầu quan. Đây, rồi, mình lấy pin 18 của pin của hãng nha, mình test cho anh em xem. Và bên đây có điều chỉnh nặng nhẹ của lưỡi. Đây. Cái lưỡi này mình tháo lớp cũng nhanh nha anh em. V 20V, 64V, 54 và 60V. Những anh em quan tâm liên hệ 0962232180 em Tùng, và cái hàng này mới 100%. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình, và nhờ anh em subscribe, đăng ký kênh và bấm chuông để có những cái video mới tốt hơn, anh em sẽ xem liền. Cảm ơn anh em.